chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là hai chiếc điện thoại rất hấp dẫn của OnePlus, đó là OnePlus 8 Pro và OnePlus 8. Hôm nay thì mình sẽ có một cái video so sánh nhanh hai giỏ này với nhau để xem là với mức chênh lệch khoảng mấy triệu đồng thì OnePlus 8 Pro nó có xứng đáng để mua so với cả OnePlus 8 hay không nhé. Tất nhiên về giá bán như thế nào các bạn có thể nhìn thấy trên hình ClickBuy hiện tại đang phân phối giỏ này. Đấy, bây giờ sẽ là hình ảnh giá bán của OnePlus 8. Thế xong sau đó thì các bạn sẽ xem luôn là hình ảnh giá bán của OnePlus 8 Pro sẽ như thế nào. Còn mình cũng nói luôn đấy là cái hình ảnh giá bán này chỉ là cái hình ảnh giá bán tạm thời ở cái thời điểm mà mình làm video thôi. Còn có thể là cái thời điểm các bạn xem video này giá bán nó đã khác. Tốt nhất để cập nhật giá các bạn hãy kích trực tiếp vào đường link mà mình đã để ngay phía dưới phần mô tả của video này. Có OnePlus ấy, thì họ đã quá nổi tiếng với cả cái biệt danh đó là flagship killer, nghĩa là đối thủ của rất nhiều những cái flagship ở trong cái tầm giá của nó, bởi vì mức giá rất rẻ. Nhưng bây giờ thì giá bán của OnePlus đã không hề rẻ nữa rồi. Ok, bây giờ thì vào cái chủ đề chính của chúng ta đi, nghĩa là so sánh hai sản phẩm với nhau. Thì về phụ kiện là giống hệt nhau, không có điểm gì khác biệt cả. Chúng ta cũng sẽ đều có ốp lưng dẻo, đều có một cái sợi cáp Type A to Type C, chúng ta cũng sẽ đều có sạc 30W, v.v. quay cặp SIM, rồi là có cả những cái miếng dán như thế này nữa, rất là giống nhau. Đấy, nói chung là phụ kiện là không có điểm gì khác nhau nhé. Về mặt thiết kế thì sao? Form thiết kế là giống nhau. Đấy, cơ bản cái form thiết kế thôi là giống nhau hoàn toàn. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, chỉ có những cái điểm khác biệt đó là phiên bản Pro nó có kích thước lớn hơn, trọng lượng của nó thì cũng sẽ nặng hơn, nó là gần 2 lạng. Còn cái con bản thường thì nó sẽ là 180g. Và cũng có một sự khác biệt ở phía sau này nữa này. Phiên bản Pro thì nó sẽ bổ sung thêm một cái camera nữa, và nó sẽ có cái thông số camera tốt hơn. Đấy, lát nữa thôi thì mình sẽ nói về cái thông số như nào. Đấy, nhưng mà thiết kế này các bạn nhìn này, nó sẽ có sự khác biệt đấy. Đèn flash thì nó là đèn flash 3 tông màu, rồi có lấy nét laser ở đây. Đấy, còn con này thì đèn flash thì nó chỉ là 2 tông màu phía dưới này thôi. Logo OnePlus với cả dòng chữ OnePlus là giống hệt nhau. Mặt lưng ở phía sau màu sắc là giống hệt nhau, không có điểm gì khác biệt cả. Các bạn thấy không? Và cũng đều là mặt lưng nhám, ít để lại mồ hôi và dấu vân tay. Các cái cạnh này cũng vậy này. Cả một cái cần gạt này giống hệt nhau, phím này giống hệt, phía dưới này cũng giống hệt luôn. Tất cả mọi cái vị trí khác nhau về mỗi kích thước và trọng lượng thôi. Đấy, nghĩa là về thiết kế là form là không có điểm gì khác biệt nhá. Chỉ khác biệt là to hay bé, và đặc biệt nữa là có cái sự khác biệt về phía sau này một tí thôi. Nhưng mà nhìn vào là biết ngay được, chứ không phải là không biết được. Camera của phiên bản Pro là hơi lồi đấy, lồi hơn nhiều so với phiên bản thường đấy. Đấy, thế còn về màn hình thì sao? Mình cũng sẽ cho bạn xem luôn. Màn hình này mới là cái sự khác biệt đây này. Thôi tốt nhất là vào trong cái phần này, cảnh quay chán thì cũng sẽ hiển thị lên cho các bạn xem thôi, nhưng mà vào phần này các bạn sẽ nhìn thấy được rõ hơn này. Và đầu tiên là phiên bản Pro thì sẽ có màn hình lớn hơn, nó là 6.78 inch, phiên bản thường sẽ là 6.55 inch. Màn hình thì đều là tấm nền Fluid AMOLED, thì cơ bản thì nó vẫn là tấm nền AMOLED thôi, chứ chẳng phải là đây là cái cách đặt tên của nhà sản xuất thôi. Android thì là giống nhau hệt Android 10, Hyrogen OS cũng là 10.5.1, nghĩa là giống hệt nhau, nhưng mà cái màn hình thì khác nhau đấy nhá. Màn hình một bên là 120Hz, độ phân giải là 2K+, còn một bên là Full HD cộng với 90Hz. Đấy là sự khác biệt rồi, nghĩa là kích thước khác nhau, độ phân giải khác nhau, tần số quét khác nhau, và phiên bản Pro thì đều hơn. Về camera thì cũng sẽ có sự khác nhau luôn. Camera chính thì đều là 48 chấm, nhưng mà cái phiên bản Pro ấy thì nó sẽ có camera góc rộng là 48 chấm cơ. Trong khi đó phiên bản thường thì camera góc rộng chỉ là 16 chấm thôi. Phiên bản Pro thì sẽ có thêm một cái camera tele. Tele này là tele 3X, có độ phân giải là 8 chấm. Còn phiên bản thường thì không có camera tele nhé. Còn phiên bản Pro thì sẽ có một cái camera hỗ trợ cho việc chuẩn xóa phông, có độ phân giải là 5 chấm. Còn phiên bản thường chỉ là 2 chấm mà thôi. Thì đấy là những cái sự khác biệt giữa hai cái sản này. À còn thế còn tiện thể nói luôn ở đây luôn thì xem luôn hiệu năng. Hiệu năng thì là giống hệt nhau, không điểm gì khác biệt cả. Chip thì là đều là chip 865. Phiên bản RAM với cả ROM tối thiểu với cả tối đa thì giống hệt nhau luôn. RAM ROM tối thiểu là 8128, còn tối đa là 12256. Đấy thì cái phiên bản thường này mình được cầm phiên bản tối đa là 12GB RAM với cả 256GB bộ nhớ xong. Còn phiên bản Pro thì mình lại cầm cái phiên bản tối thiểu là phiên bản RAM 128. Đấy. Nhưng còn cấu hình là coi như là giống hệt nhau, không điểm gì khác biệt cả. Bộ nhớ xong đọc ghi thì cũng đều là UFS 3.0 cả thôi. Về hiệu năng là giống nhau nhé. Về camera thì có sự khác nhau thì mình cũng đã nói rồi. Thời lượng pin thì phiên bản Pro là 4.500, phiên bản thường là 4.300. Nhưng mà cơ bản là cái thợ sử dụng pin thì cũng sẽ xem với nhau thôi. Bởi vì là phiên bản thường này thì màn hình bé hơn, độ phân giải thấp hơn và tần số quét nhỏ hơn. Đấy, kiểu như vậy.
thì cũng không quá quan trọng cái điều này. Còn sạc thì đều là sạc 3W cả, giống hệt nhau. Tổng kết lại là phiên bản Pro có những điểm khác biệt so với phiên bản thường. Đấy là cái form, cái thiết kế có sự khác biệt một tí này. Màn hình thì tần số quét cao hơn, độ phân giải cao hơn, kích thước lớn hơn. Hiệu năng giống hệt. Camera là phiên bản Pro này tốt hơn. Thời lượng pin thì dung lượng của phiên bản Pro là lớn hơn, nhưng mà sử dụng thì là giống hệt nhau thôi, không có điểm gì khác biệt đâu. Với biết đâu cái phiên bản thường thì sử dụng trâu hơn đấy chứ. Đấy, và sạc thì là giống hệt nhau. Và theo các bạn, với những sự khác biệt nó không quá nhiều như thế thì có xứng đáng để chúng ta nâng cấp từ phiên bản thường lên phiên bản Pro để cho nó hoàn thiện nhất hay không? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Đấy, cơ bản là hiện tại bây giờ mình thấy OnePlus đang định giá tương đối cao đấy, mình thấy là tương đối cao là như thế. Nhưng mà so với sản phẩm hàng chính hãng thì là giá như này vẫn là giá tốt, còn sản phẩm sách tay thì đúng là giá nó cao thật. Các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.